Vì thích uống cà phê nữa. Thường nói yên tâm á, mỗi sáng pha cà phê để bàn thờ cha mẹ, để ông thờ Long Dương. Cà phê chạm. Lúc trước sư phụ mỗi sáng lên phụ đãi cho ông Sơn Thần núi Thiên Long Sơn á, cái bịch trà chi xế banh á, dễ mà sáng ngang cái đứng nóng bởi quậy, ông uống nó ông ngán luôn á. Ông nói thôi cho tôi uống cà phê đen đi, giữ Starbucks đen. Sau này tôi mua mấy bịch Starbucks cắt ngang thì lâu lâu đổi, mấy gì cũng ngán như mình nha. Đứng đó, ừ, phải thay đổi món chứ không. Con Hồng á, nó toàn là chè với xôi. Thôi đi mua lâu lâu đổi pizza với đổi chip đồ quá không. Nó giống như mình đó, con cho con món hoài, mấy gì ngán. Mà mấy cái này làm sao ở chùa người ta biết được. Mình là trực tiếp, cái gì mấy gì thích mấy gì nói, là không thích mấy gì không nổi. Con làm sư hỏi mấy ông rồng á, không thích gì? Ủa không thích ăn cabbage á, cải không? Bắp cải rồi với cái trái gì nó vàng vàng á, cantaloupe ha, với cái trái dưa gì đó, thích lòng khoái đó. Cũng lòng khoái mà những người ở hành tinh kia, những cái chiếc khăn sư phụ da thằng lằn với cái áo này nó chống được nhiệt độ lạnh cho tới 30 độ được, anh nghĩ da thằng lằn lợi hại hơn là áo này không? Da thằng lợi hại hơn đúng không? Nó cũng theo khoa học mà, cho nên con người của mình rất là dễ vỡ, cho nên nó cần quần áo da đụng chút là chảy máu rồi bắt đầu lạnh đúng không, rồi nóng nữa phải không, rồi phỏng tay nữa. Trời ơi, bên kia da thằng lằn con đốt cũng không có cháy nữa. Thì cho nên tại sao ở bên kia những cái nó không có cây vải, cũng không có con tầm để mà dệt lụa, thì cha cũng phải cho một cái gì thiên nhiên phải không? Còn cái thằng người xám nó quá khôn, nó làm cái bụng nó có chút xíu à, nó ăn chỉ cần miếng bánh thôi là nó có thể no cả mấy tháng. Rồi cái đời nó không có ngủ, nó ngồi suy nghĩ không, bởi vì nó khôn, nó sống dây hơn mình. Rồi mắt nó bự anh chi để nó nhìn cho rõ, nó đâu cần kiến cận. Cái này buổi tối nghe là thu mỗi con mắt là phải nheo hoài, bữa giờ nheo mấy đứa nói ủa sao mà thu phụ nheo mắt nó khô thì nheo đâu có chắc bỏ một túi cái chai nước nhỏ dạ. Thân tứ đại nó mềm mỏng vậy đó, dễ vỡ, gọi là sống vô thường chết vô ngã, chết giống như chuột chết ở ngoài đường vậy thôi. Chúng ta là như vậy, con thấy mùa có bích cũng vậy, khiên dục như là con chuột nó còn sướng không nữa, là vì con chuột người ta đi đường ta thấy người ta đào người ta chôn, con người chó chết ở Việt Nam bữa con thấy không, khiên mà dục xuống cái hố vậy đó. Thì chúng ta là như vậy, thân dễ vỡ, sanh ra đã vô thường, vừa sanh ra đói lạnh quá sữa. Con coi mấy con chim nhỏ nhỏ mà nó nở ra đó, hả hồng vậy đó, tại lúc cái gì cũng ăn, vừa đốt xong thì chim mẹ đi thì có mấy con chim khác hay mấy con rắn khác nó tới nó ăn còn đó, nó thấy giống vô thường không. Chúng ta cũng vậy, vừa sanh ra mà đứa nào mà bị disease hay là bị da hay bị tim bị gì đó, dễ gì mà qua nổi tới 1-2 tuổi cũng phải chết. Mà là được thân người mà còn đi đứng được là đại phước, mấy con có đại phước còn đi được, nãy giờ mình đi được. Còn những cái người bạn xung quanh con tính lại đi, cái phần trăm mà đang nằm ở trong nhà mà không có ra đường được, cũng không ra đường được, làm gì biết Phật biết Pháp, làm gì biết được sư phụ, làm gì đứng gần sư phụ nói chuyện được, họ là phần nửa số lượng mấy con tính lại đi. Tại vì những gì mình đạt được mình không có nghĩ ngược lại. Còn những cái người lớn tuổi mà lên tới 70-80 mà không biết tu, sư phụ thấy tiếc cho một đời người, họ chỉ có phước một đời. Ê, kiếp sau chưa chắc họ được họ tới đó. Lỡ như có nhiều đứa, con thấy đa số luôn, vừa sinh ra bị Alzheimer, bị cancer, bị này bị kia. Rồi có những đứa rất là natural, hiền,
rồi sanh ra, thời gian tự nhiên đi khám bệnh ra một cái chứng bệnh lạ lùng, xong luôn, bỏ học được, không thể học được, vô thường mà, sanh vô thường, chết vô ngã. Còn hội thiên chúng ta, những đứa mà hôm nay mà mang hội thiên là mình có, mình biết mình là vô thường rồi đúng không? Thì để giảng nhiều rồi, chết sẽ không có vô ngã như những người đó. Chết sẽ được sư phụ đưa về trời, sẽ được cha cho lên thiền bát nhã, đức thầy rước. Mấy con có big insurance, giống như có life insurance, không sợ nữa. Còn mấy người ở ngoài đó, ta không có gì hết, thì con phải làm cho họ hiểu. Cái này đâu có cần tống sen nào đâu, Phật trời đâu có cần xin ai thu não, chỉ cần gục cái đầu hướng lại cha về hướng đông bắc. Cha ơi, hôm nay con tên là Nguyễn Tham Lam, vợ con là Bùi Sân Si, con của con là Bùi Ngu Si, Bùi Ngu Dốt, Bùi Ngu Dốt, vô minh nữa là siêu ngu. Con xin lấy tên họ Thiên, hôm nay là Thiên Sân Si, Thiên Tham Lam, Ngu Dốt, có nhớ thôi là xong, định về trời. Rồi lên online, download cuốn kinh của Ngân làm xuống là xong. Cái bảo hiểm không có tốn đồng nào vậy mà đạt rất nhiều lợi lộc, con nghĩ. Cho nên tại sao mấy con thấy EBD sư phụ đang đứng đây chứ bên Thiên Hồng Sơn cũng có người kiếm sư phụ. Ngày qua có người bên Đức đúng không? Đủ vào Đức mới gặp sư phụ mừng. Cái gì đó. Thôi ơi, con vừa bên Đức con lên một tháng nữa được gặp sư phụ con có phước. EBD 365 ngày, không có ngày nào mà sư phụ không có ngừng để mà nói chuyện với ta. Hơi đâu nói dữ vậy. Không nói nha, cũng có nhé bài ta từ Đức qua, từ Úc qua, thấy cũng tội nghiệp. Lâu lâu mấy con ấy stand by giờ bản tốn cũng có nghìn đồng ấy chứ, thôi đâu có sức. Nhưng mà mình ý lại mấy này đệ tử ruột mình cần gì nói chuyện đó để dành sức. Cho nên một lời sư phụ nói là sư phụ phải xẹp cái hơi phải không, để mà nói chuyện với người lâu lâu tới của mấy con gặp sư phụ thì không cơ hội này cơ hội khác. Mà đứa nào mà còn chấp, mà còn giận, mà còn lấy sư phụ thì con nghĩ tu chưa tới đúng không? Gắn tu đi con, khỏi chấp. Với lại ví dụ như sư phụ vừa nói chuyện với một cái người kia, hoặc là coi một cái nhắn tin của một cái chuyện nào á, nó ngoài ra mấy con có muôn trùng cái nhắn tin vô điện thoại, thì sư phụ mang hơn nữa là người phàm. Con nữ người phàm là gì? Cũng tham, cũng sân, cũng si, cũng có hỷ họ họ ngộ hỷ nộ ai ố, yêu đương đầy đủ luôn. đủ kiểu, nhưng mà con nữa, nhưng mà nó tinh vi hơn. Rồi cái mặt sư phụ buồn hiu, cái hồi gặp Tú gặp con ấy, sư phụ đâu sao nói chuyện được, cô đâu phải người máy mà mấy con là người thân, cần gì phải đóng kịch đúng không, cần gì phải cười lên diện trí. Cho nên những nước nào á mà bị mấy cái đó thì cũng đừng có suy nghĩ diễn dông chứ, cho nó mệt. Chỉ biết sư phụ là Bồ Tát đã nhận đệ tử là suốt đời lo cho mấy con về trời, đó là nhiệm vụ của sư phụ. Cái quan trọng là chiếc thuyền bát nhã nó chứa được bao nhiêu người, nó chứa được gần cả qua địa cầu này 80 tỷ người á, chứ đâu phải 8 tỷ. Nhưng mà thuyền bát nhã bây giờ trống trơn, có mấy chục triệu người không bằng ngồi một cái góc xó của chiếc thuyền nữa. Còn chiếc thuyền bự bao la, bao nhiêu trước cũng không quá đầy nữa, nhưng mà người không chịu lên. Vé thì không đồng, miễn phí. Còn họ đi coi vé, coi Đàm Vĩnh Hưng hay showbiz hay là thế này nọ cũng phải tốn vài trăm đô vậy, mà ai cũng ào ào đi coi vé. Rồi coi cọng cỏ cũng cả đóng mua vé. Còn chiếc thuyền bát nhã đi về trời tốn không đồng mà không ai mua, con thấy nó buồn cái chỗ đó. Rồi lỗi của mấy đứa con á, dở không biết. Tại sư phụ có nói chuyện kiểu nào nữa thì cũng không bằng mấy con nói đâu. Tại vì con đã sanh ra ở hàng xóm, đứa 5 tuổi 5 tuổi cả đống tụi nó dạy nhau khôn, còn đứa này mà ở trong nhà không có chơi hàng xóm, đứa trong nhà nó bị phục lùi lại, nó không có tiến bộ đúng không? Mà đứa
anh đó 7 tuổi, 10 tuổi đi, nói chuyện đứa 5 tuổi đâu có hiểu. Nó không hiểu là thằng 10 tuổi mà không có đủ ấy, nó tức. Tao nói gì mày không hiểu mày liền đúng không? Thì nhờ đó là chuyện của con nít. Còn sư phụ là như vậy, những mấy đứa con mà muốn những cái người mà thấp mà gọi là siêu ngu á, để mà họ hiểu mình á, thì cái tiếng của mấy con nói dễ hơn tiếng của sư phụ. Hồi xưa chúa cũng đâu phải là người đi nói chuyện nhiều đâu, 12 đệ tử. Phật Thích Ca cũng vậy, ông Mục Trần Liên há lời Phật toàn là đi độ không. Phật đi độ nguyên cái làng đó hết, trời ơi, mỗi lần Phật tới nó cho Phật nhịn đói, ăn ăn đồ ăn của ngựa hả. À ok đó, nhưng mà đệ tử đi độ cái là bắt đầu nó chịu tu theo Phật, thì từ đó làm đệ tử của Phật. Cho nên mấy con còn đóng một vai trò rất là quan trọng, mà mình phải hiểu cái quan trọng của mình, chứ không phải mình biết cái thân của mình rồi, mình hiểu rõ hết rồi, rồi mình cứ làm mặt lơ cái đó, là mấy con không có mở cái lòng đại đồng bao dung thì nó uổng. Tại vì sư phụ nói rồi, tất cả mấy con đứng đây đều là được lên lưng của con quả rồi, để mà vô cái núi vàng nó hốt á, hốt ba bao rồi bốn bao mà hốt tâm nước đó. Nhưng mà ví dụ như thứ ba cầm máy này đang quay dịch vụ đúng không? Hôm nay cái tiếng nói này cũng có thể 1-2 nghìn người coi đi. Nhưng mà sau này thì vụ nổi danh đó, cả 100 triệu người kêu coi. Còn hiểu không? Rồi người lúc đó người ta sẽ như thế nào? Từ năm nay tới năm đó cho nó 5-10 năm sau. Hoặc là lúc mà phụ về trời cái tiếng nói này cả 8 tỷ người coi hiện giờ thì người ta sẽ ông đi về trời. Con nghĩ sao? Mình cần liền chứ không cần họ trách lưỡi tiếng. Chúng sanh là như thế. Bây giờ ai mà mơ ước gặp được Phật thời đại này hay gặp được Chúa thời này, chỉ gặp cộng tóc thôi mà mấy triệu người khách hàng rồi. Không chỉ mà Phật mà xuất hiện một cái, Phật làm gì có chuyện xuất hiện. Chúng sanh không có quay đầu với cha thì mà làm sao mà hiểu được cha lại. Bởi cha đâu có cần phải đi biểu diễn như showbiz hay là làm này thế nọ để mà câu view đâu. Thụ đâu nói chuyện để câu view đâu. Câu view để làm gì? Tới ngày hôm nay cái account Ngô Tấn Kiệt official vẫn trả 16 đồng tháng. Chưa có bao giờ lấy được đồng bạc nào của YouTube. Nó gửi cho phụ cái gì á, phụ cũng dục rác cho đứa nào á. Phụ đâu có khe đâu. Cái kênh của phụ á, chưa bao giờ. Giờ cái tự nhiên cái nó bỏ quảng cáo vô. Bữa hổm phụ nhờ đứa nào gọi lên nó, tao mua cái này là premier. Tại sao mày quảng cáo lên kênh tao? Nó mày nằm ở trong cái platform, mày là người nổi tiếng, tao có quyền quảng cáo. Cái thằng YouTube nó ngang tàn như vậy đó. Phụ đâu có lấy tiền gì như ta đâu. Mà nó mày nằm ở trong cái platform của tao, tao muốn làm thì tao làm. Thấy tức cười không? Còn sư phụ ca mấy cái bài gì gì đó thì có cái thằng gì mà nó mua hết bản quyền của mấy nhà sáng tác nhạc của Việt Nam, cái thằng đó lần đầu tiên sau này sư phụ lôi đầu nó ra. Mày làm gì mà có tiền? Bản quyền là một cái văn hóa của dân tộc, không có thuộc gì của ai hết. Tiếng nói sư phụ cũng không thuộc gì của ai, của Phật cũng đâu có của ai. Tại sao thuộc về một tay của mày? Mày là cái gì? Uống xuống địa ngục mất hồn mất xác không? Mỗi lần á mình ca các bạn nói dòng tay lớn, nó kêu nó copyright đập cái đầu mày copyright. Tao Bồ Tát mà tao thấy mày hiện lên cái chữ đó hoài, tao thấy con phát nóng á. Bồ Tát cũng hay bực á. Cái này là văn hóa của dân tộc, nó không có thuộc copyright của ai chứ. Có thấy tào lao không? Bây giờ ông nhạc sĩ nha, chỉ vì miền Nam Cali á, soạn ra cái bản Vĩnh Biệt Sài Gòn vậy đó. Sài Gòn Vĩnh Biệt không phải cái ông gì, ông người Bắc, ông MC
Nguyễn Lộc đó, ông Lộc gì vậy? Nam Lộc. Ông Nam Lộc, ông sao? Ổng là người sáng tác. Vậy mà nó nói ổng là copyright, ổng sùng quá, ổng thưa nó. Cho nên mấy Việt Cộng á, nó muốn tiêu diệt cái văn hóa của mình. Mấy Trung Cộng, tình báo Hoa Nam, nó cho Bùi Hiền ra, nó cho cái thằng khốn này ra, để từ từ nó diệt cái văn hóa của mình, để nó ấy không? Thì con thấy nó nguy hiểm không? Mấy cái bản nhạc của mình, nó mà nắm, nó cấm ai ca hết, thì làm sao mình biết được những cái hay của dân tộc mình mà mình mỗi ngày để mình nương vào đó, để mình có tinh thần, để mình bất khuất. Nó muốn mình giống như là một đám cù non mà nô lệ, nó thích con nào là làm thịt bữa nay lôi đầu ra, không có cần phải khôn, gọi là chính sách ngu dân. Thì cái thằng copyright này với cái dạng mà Bùi Hiền nó là một anh em nhau á, chắc cha con á, để mà tiêu diệt văn hóa của mình. Mình copyright media. Tao là không có nội mày mà copyright. Cái văn hóa nào hay á, mình phải cho dân tộc mình. Bây giờ con nghe cái bài Nói Dòng Tay Lớn, con thương được miền Trung, miền Bắc. Mà nó không cho ca thì nó muốn gì? Nó muốn người của mình giết nhau tối ngày hả? Con có hiểu không? Thằng đó nó trẻ tuổi lắm. Mày hay lắm. Ông Nam Lộc, ông là sáng tác mà nó còn nói ông ăn cắp nhạc của nó. Trên đời này á, mày chưa. Cũng giống như ở San Jose có thằng cha đó, không phải là nhà văn mà cứ đi nổ với ta là nhà văn, tức là mượn thơ. Nên, tức là Hồ Chí Minh ngày xưa là không có biết làm văn, mà toàn là mượn người ta làm không mà nói của ổng. Vậy mà cũng người tin. Còn những gì sư phụ nói, từ cõi trời, cõi người, cõi địa ngục, cõi thị cung, từ là sáng tác của sư phụ. Không ai dám nói cái đó là sư phụ ăn cắp copyright hết chứ. Rồi tụi mày có ngon đó là copyright. Dám nói sau này á. Nó mua á sư phụ, sau này nó mua rồi nó nói tự của nó đó sư phụ. Rồi nó cấm tụi con không cho phát ra. Vậy á, cái này là của con, cái máy của con mua mấy trăm đô là bây giờ con thâu là của con. Tất cả những gì mà tốt cho xã hội đều có quyền chia sẻ với nhau hết. Không có thu tiền của ai hết. Nói chung là vậy. Tốt cho dân tộc, tốt cho xã hội, tốt cho quần chúng là của chung, tài sản chung. Tại vì cha đặt để xuống để cho những cái thế hệ sau người ta học theo, chứ nó đâu có thuộc gì của ai. Cho nên không có đứa nào mà thuộc quyền của đứa nào cũng có quyền share của tất cả mọi đứa. Còn đứa này không thích đứa này thì ok, tránh lấy cái của đứa khác. Con phải học làm một thiền liên khá là thấp để mà giúp Phật Thích Ca đi độ người. Chứ Phật ngồi chỗ, Phật đâu có đi tùm lum được. Những cái năm mà Phật lớn tuổi mà 60-70 tuổi á, Phật cũng mang thân người, cũng đau đớn, sao đi đứng được. Thì đệ tử đi độ không? Người nó mới lưu truyền ra một cái truyền thống đời này sang đời khác. Mình trước mắt mỗi một ngày con nghe được cái gì hay ở chùa, con nói cho người ta nghe, người ta hiểu, có phải là con là người có cái hỷ lạc trước tiên đúng không? Thì đó là cái reward trước tiên rồi, là vui rồi. Cái thứ hai rồi ấy, tự nhiên cái người bạn đó hôm nay ấy, lại thích mình hơn, là con lại được hai cái vui rồi. Cái thứ ba, cái người bạn đó hồi xưa đó còn hung dữ sân si tính toán với mình á, từ đồng từ cắt, mình đãi ăn phở lần sau á, đi ăn phở lại bắt mình phải đãi lại, cái là tính toán. Khi mà nghe được cái lời con nói hay đẹp là không có tin nó là con lời được tô phở. Cái gì cũng lời cho mình trước á, nó là sự thật. Nếu mình độ được bạn bè, anh em, chị mình, bà con dòng họ của mình, cả người Mỹ cũng được. Cây này gọi là Long Cung Cổ Thụ. Long Cung Cổ Thụ á, hôm trước ngồi nói chuyện ở Long Cung Cổ Thụ đây. Đây là Long Cung, nhà của bên trong này có thờ Long Vương, cho nên mấy vị ngự trong nhà này rất là đông. Đây là Long Cung.
đứng trên cái trái đất. Lúc mà design cái dấu thiên tâm bình đẳng, cái này thì bình đẳng, ở dưới này lên là hướng thượng, đúng không? Về mình học Phật, thiên là trời, tâm là Phật. Cái trái tim mình quay ngược là cha nhắc của chúng ta là mỗi ngày phải hướng về trời, chứ chúng ta đi xuống là lục lây quanh lục đạo mẹ mòn ở trong á, trẻ nhẹ trẻ có trần trẻ nhiễm mùi ngon, ngon. Đó, là bông sen ở trên trời, chỉ có một loài hoa đó là bông sen, nó không có loài hoa nào khác nữa. Hoa hồng, hoa cúc, hoa mai gì thế gian không có, chỉ trên trời có hoa sen. Trái đất sau này đạo thiên tâm sẽ thống trị trái đất này. Trái đất này hiện bây giờ nó đang hỗn độn, chiến đấu lẫn nhau, muốn tiêu diệt lẫn nhau. Nhưng cái đạo này hôm nay đã ra đời để mà cho những cái thời hậu chiến tranh, hậu người mất đạo đức, cả toàn cầu ai cũng mất đạo đức, người Âu Châu cũng không có giống như người Âu Châu thời xưa, người Mỹ bây giờ cũng dữ hơn xưa, Á Châu khỏi nói, Tàu cũng vậy, Việt cũng vậy. Thì cái đạo này để mà thanh lọc tất cả nhân loại trong thời nay. Nhân loại cũng giống như một đàn gà mùa nay, giống như đám người bị Covid vậy đó, thì bệnh tật tùm lum hiện giờ. Sau này nhân loại ai cũng mạnh khỏe, không còn bệnh tật nữa, thì phải nhờ cái đạo này để cho họ có tinh thần. Có người chúng ta sống không phải là miếng ăn mỗi ngày, mà cái tinh thần. Có những người vui á, cả ngày họ không cần ăn nữa, không? Còn có những người buồn á, nó ăn mỗi giây mỗi phút. Con đưa mấy đứa nhỏ bị depression á, bị buồn á, con đưa Nguyễn Hữu hai game, nó ngồi nó nhai ngồi nó mập chừng nào. Cho nên chúng ta là tinh thần, chứ không phải là miếng ăn, hay là tham sân si, hay là vật chất tiền tài, con hiểu không? Những người đa số có nhiều tiền chừng nào họ khổ chừng đó, họ không có sướng như chúng ta. Còn sư phụ bây giờ tự tại, có được mấy đứa con rồi, có nhiều nơi để đi, đi đâu ai cũng thương mến, thì sư phụ cũng thương mến tất cả. Thì về phần đạo, còn về phần đời á, là cái nước Việt á, nhỏ xíu hình chữ S đây nè, đối trong mắt sư phụ á, là giống như một em bé, mà em bé mà không có ăn học, còn ngây ngô á. Nhưng mà đa số thật sự phụ nó cũng ngoan, nó cũng bữa giờ sáng chỉnh chiều sai, tối lai rai, làm nô tài quốc tế. Thật sự đó là một phần nhỏ thôi, phần lớn sư phụ biết được về tiên cơ của bề trên dạy á, là sau khi cái đạo ra đời, cái trái đất này thanh bình lại, thì những người gọi là con của Ngọc Bích, là những chư thiên á, ngoài 5.000 người mà nhảy dù xuống kỳ này cùng với sư phụ á, thì những cái lớp sau cũng giống như con cháu mấy con giáo viên, đâu phải là mấy con giáo viên sư phụ đâu, là con mấy con không, đúng không? Và đồng thời Việt Nam cũng một số ở cái tuổi 18-45, họ cũng là nhân tài, họ cũng biết đạo đức á, họ chờ sư phụ về đó mà họ không có nói gì hết. Thì cũng có đông lắm để mà lập lại một cái nước Việt, lập lại của Hội Long Hoa, một cái nước Việt mới, hoàn toàn mới, từ rách rưới te tươi trở thành ra là sang trọng giàu có, Louis Vuitton đúng không? Rồi chợ búa đồ phồn thịnh náo nhiệt trở lại. Thì họ là những người nhân tài đang chờ một cái sự thay đổi, đang chờ một minh vương trở về dựng nước, anh hùng ra về lần lượt dựng lại cơ đồ nhà Trần lại. Thì là chờ sư phụ. Ông Trần là bậc thánh minh, trốn ra hải ngoại, ẩn mình ở đâu? Thì đang ẩn mình ở Houston, Texas. Không, ẩn mình ở Thiên Long Sơn, Bắc Cali. Tại vì hồi xưa ông Trần Trình ông nói, trốn ra hải ngoại, ẩn mình ở đâu? Người ta tìm đâu có biết. Nội máy HO mà tìm sư phụ từ năm 79, mà tới năm 2010, 11, 12 mới gặp. Thì không biết là mấy ông tìm 30-40 năm, thì bây giờ tìm được rồi. Thì ông Trần là bậc thánh minh, ẩn ra hải ngoại, trốn ra hải ngoại ẩn mình ở đâu? Rồi mấy câu kế, thì khi người nhân thập đi về, tả hữu phò trì cây cỏ cũng thành binh. Cây cỏ cũng thành binh là cây cỏ là ai? Là những cái người lớn lên vô tư, phải không?
tả hữu là đảng viên và HO sĩ quan Đà Lạt Thủ Đức, tả hữu phò trị, bắt trọng cũng phải ủng hộ, thử cũng ủng hộ, chính bắt chính cũng ủng hộ, là tả hữu phò trì cây cổn thành bình để lập lại nước Việt mới, để cho họ không có bị mất tài sản, không có bị mất tương lai, và có thể con cháu để mà ra ứng cử để giữ lại chức, để mà là lấy công chuộc tội lại, tức là lấy ân báo oán. Con hiểu chưa? Còn bây giờ sư hội được lệnh bề trên lập cái logo. Cái logo nó quan trọng lắm. Thì cái logo này thì chỉ là thăm dò hỏi thôi, do sư phụ làm với mấy đệ tử làm nghe với Ngân, nhưng mà chưa có chính thức. Bề trên phải approve, nói bề trên thích cái này, hợp với lòng người hải ngoại, hợp với lòng người quốc nội, thì mình mới, sư phụ mới tuyên bố là cái này là được bề trên chọn. Tại vì sư phụ chỉ nhận lệnh là lập ra cái đảng Thiên Việt và một cái dấu hiệu nói lên 1 triệu tiếng nói, là ai nhìn vô cũng là biết hòa hợp dân tộc lấy ông báo quán. Nhưng mà cái này chưa có được chính thức nha quý ba các con, cái này chỉ nhóng hỏi thử lòng người á. Lúc đầu thì cái ý tưởng thì chỉ làm này, phải không? Đại khái cái nước Việt là màu vàng là da vàng, phải không? Ở đây là hoàng sa trường sa màu vàng này, chữ mới đã rõ chút. Tại vì nước Việt sau này sẽ thống trị thế giới thì cái nước Việt phải bự như bằng cái trái đất, cái logo trên giấy tờ, nhưng mà cũng phải đeo cho nó ấy, đeo cho nó đeo cổ á. Thì mấy cái cạnh nhọn này là sau này những cái nhà mà làm đeo á, người ta làm lại. Còn chữ V là màu đỏ, da vàng máu đỏ. Chữ T là da vàng, chứ đâu có ý nghĩa gì đâu. Nhưng mà chẳng qua là mấy nhiều người họ xuyên tạc, họ nghĩ là màu cờ thế này thế nọ thôi, đúng không? Thì là da vàng máu đỏ. Chứ người Việt Nam chẳng lẽ da trắng à? Hay là da đen như Mỹ đen, hay là da nâu như là người Nam Mỹ? Mình là da vàng thì mình da vàng. Da vàng, máu mình đâu phải là máu vàng đâu, phải là máu đỏ. Người Việt là máu đỏ, da người Việt là máu vàng. Cho nên chữ V, nước Việt sau này sẽ ôm trọn trái đất này để mà đưa cái quả địa cầu này, nhân loại hiện tự là gì? Thiên tử xuống trần, đầu thai thành người Việt, lập đạo nước Việt. Thì sau này họ phải học tiếng Việt mình, chứ mình đâu có học tiếng Anh nữa đâu. Đó là ý nghĩa như vậy. Rồi ở đây bữa giờ thử mấy bác HO nó, trời ơi, tại sao cái bảng vàng lại ốm hơn cái bảng đỏ gì thái tử cho cái màu mà bảng vàng bự hơn chút. Ok, vậy con sửa bằng nhau đi. Mấy ông đảng viên cũng quan trọng, đảng viên về hưu người ta có yêu nước. Còn mấy bác học Đà Lạt hay là Thủ Đức cũng là quan trọng. Tại vì khi mà người nhân thập đi về, tả hữu phò trì cây cỏ cũng thành binh. Tả hữu tức là đó, hai bên đó, quốc nội quốc ngoại. Quốc nội cũng có thể là đảng viên, quốc ngoại cũng có thể là mấy bác HO hay là chúng ta hải ngoại. Thì lời sắm mà Phật trời nói đâu rồi có đó, chứ không phải Phật trời nói bung bơ. Chú hộ chỉ là người thừa hành, là người làm theo ý chỉ thôi. Chú hộ có ấn lệnh của Thượng Đế ban, đây là ấn. Cái vàng này thì ấn xuống. Cái vàng này mà ấn ở đâu á, thì ở ngoài cõi vô hình á, những tướng, những thần, những cái vong linh hay là những gì gọi là địa tiên á, là phải quỳ thuần phục. Còn cái này là pháp dương kim lệnh, tức là như là một cái kim bài vậy đó. Thiên tâm, đây là thái tử thiên nhãn. Cái này á, để ở đâu á thì chỗ đó được bình an. Cho nên mấy cái thái tử xuống trần á, thiên tử hạ phàm á, phải có ấn lệnh tra cho, phải có kim bài, phải có cờ lệnh, sư phụ có cờ lệnh nữa. Mà bữa giờ mấy con chưa thấy cờ lệnh nữa sư phụ. Thì mới đủ cái quyền lực để mà operate, để mà vận hành cái cõi hữu hình và cái cõi vô hình. Mà người đời cứ nghĩ cõi hữu hình là quan trọng. Thật sự cái cõi vô hình nó quan trọng hơn cõi hữu hình gấp vạn lần.
cái bàn chân này của sư phụ nè mà chưa có bước vô nước Việt Nam. Nước Việt Nam á vẫn là bèo, hiện bây giờ thành bèo hiểu không, bèo cho vịt ăn á, mà giờ là không còn bèo để cho vịt ăn nữa, còn bèo hơn nữa, dân sẽ khổ hơn nữa. Bây giờ nhà thương hay là trong tương lai mấy ổng mà không mà hiểu được cơ trời mà thuận thiên á, thì mấy ổng là người sẽ bị chết trước, gia đình sẽ bị khổ nạn, rồi tới đó là dân cũng sẽ chết. Cho nên tiếng nói của phụ là mong cho những cái người mà gọi là cứng đầu á, tại họ tham, họ giống như con chuột đang nằm trong hũ nếp, họ không có chịu nhảy ra khỏi hũ nếp. Mấy ông đang tại chức có sân trước sân sau, ngày nào ta chở cả xe tiền ta thảy vô nhà mấy bà vợ làm gì chịu nghe lời sư phụ. Nhưng mà bà không bao giờ ngờ đó, ngày mai đó, mấy bà bị một cái bị cái gì đó, có hưởng được cái tiền đó không, mà trong khi để cả 100 triệu dân đang đói khổ. Thật sự họ chỉ có 200-300 người lì lợm đó thôi, tham quyền cố vị đó, chứ đâu phải là có đau nhiều như là 4,5 triệu đâu. 4,5 triệu chỉ là ồ, cái đó chỉ là cái công ăn việc làm thuận lợi thôi, chứ họ cũng chả hiểu cái đó là gì luôn á, để vô gia nhập đảng á. Thì nước Việt nhỏ nhưng mà lại có vỏ thiệt á, không có vỏ thì sao chịu mang cái thân người nói tiếng Việt nè, nói tiếng Việt đúng không? Tại sao ông đầu thai vô thành người Mỹ nói tiếng Mỹ đi, cái bộ đầu thai người Mỹ thì nước Mỹ là họ về truyền thông của họ đó mạnh lắm, họ mà phát hiện một cái rồi mấy con đâu có cơ hội đứng đây. Mà nước Mỹ tạo vũ khí làm chiến tranh khắp thế giới cũng phải trả cái nghiệp, cho nên để cho Biden á, Biden lù đù á, anh tờ laptop rồi trả nghiệp thì nước Mỹ cũng sẽ bị cái nạn. Tất cả nhân sinh chúng ta, mỗi quốc gia có cái nạn của quốc gia, có nghiệp quốc gia, gia đình có cái nghiệp của gia đình, dòng họ, mỗi dòng họ có nghiệp dòng họ phải trả, rồi cá nhân chúng ta có nghiệp cá nhân, con chúng ta có nghiệp của chúng ta. Chúng ta có 1 tỷ đô, chúng ta muốn đưa lại thừa hưởng cho một đứa con độc nhất, chưa chắc nó hưởng được á, mà khi nó mang chứng bệnh rồi nó cũng không có xài được số tiền mà. Chung quy lại cái này chỉ là đi thảo ý, khi nào mà hồn thiên sông núi á, mà nó ok, mà khi nào mà Thiên Tấn Kiệt mà lên mạng mà nói ờ đây là do logo chính thức của đảng Thiên Việt thì lúc đó mới tính. Còn mấy đứa đại tử trên đó nó đánh kiểu nào nó đánh. Hôm nay là clear ở trên nói để cho mọi người hiểu. Rồi ở ngoài kia nước Việt hay là mọi người mà trí tuệ đó, cứ việc phát minh ra một cái logo nào mà có ý nghĩa nhiều hơn, có hay hơn á, thì cứ gửi lên trên mạng đi, rồi biết đâu mình đưa lên trời mấy vị nó cái này là đúng. À, giống như hình trống đồng, tức là làm gì mục đích chung, cái logo này là một tiếng nói mà khi người ta nhìn là biết đoàn kết dân tộc. Thì và đồng thời nó có những biểu tượng Bắc Trung Nam, tại sao này mình thống nhất một tiếng nói mình bầu cử, thí dụ mình nói tiếng Huế thì phải bầu cử tiếng Huế. Thì trong học đường hay trong công cộng, xe bus, máy bay, phi trường thì phải nói tiếng Huế hết. Thì mình đoàn kết hơn, mình ra hải ngoại mình nói tiếng Huế, mình về nhà mình nói tiếng gì mình nói. Thì hiện bây giờ cũng vẫn còn ở trong cái sự chọn lựa. Thì thường thường á, thụ làm gì á, thụ đánh tiếng trước, cũng giống như đảng Thiên Việt thụ đánh tiếng trước 3 tháng trước. Hôm nay là thiệt. Trước khi thụ về Việt Nam để mà lo nước Việt, thụ nói tiếng trước. Sau này cho thụ là cho nóng nảy sang chi hưu Việt á. Để thời thằng Kiệt về nước á, thì thụ có tuyên bố lệnh ở trên kêu làm vậy. Thì Xuân Hạ Tác từ Cồn Thư thì Đức Thầy cũng nói cả hàng trăm năm rồi. Thì cho nên chống đồng và biểu tượng Bắc Trung Nam đoàn kết, hải ngoại quốc nội đoàn kết, chim hiền đoàn kết với chim trong ở tổ, ai cũng là quan trọng hết. Nói chung quy là vậy, ai có tài thì design đẹp hơn đi rồi gửi qua. Thấy là Phật sư phụ mệt dạ, cảm ơn sư phụ, hay quá sư phụ.